Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì tựa game Võ Thần Tam Quốc của nhà phát hành Fantap đã chính thức ra mắt chúng ta. Như anh em thấy thì thông báo đây, xin chào Chúa Công đây. Võ Thần Tam Quốc đã chính thức ra mắt ngày hôm nay. Cho nên là mình sẽ vào cái game này để mình trải nghiệm cho anh em xem trong game này nó có những cái gì anh em nhé. Cái phần sự kiện ưu đãi này thì anh em nào mà chơi thì anh em đọc sau. Ok, chúng ta sẽ vào xem nào. Các server, chúng ta có 5 server tất cả. Mình sẽ vào server 5 đi, server mới nhất. Thiên tài loạn thế, chuyên ngã độc tôn. Màn hình đăng nhập, mình vào cho nhỏ cái tiếng chút cho nói cho anh em dễ nghe hơn. Đây, có hai nhân vật nam và nữ. Mình chọn nhân vật nam đi. Đặt cái tên rồi chúng ta vào game trải nghiệm luôn tựa game này xem nó như thế nào. To lên tí này. Trương Phi tạo phản rồi, Trương Giác tạo phản rồi. Như anh em biết thì mở đầu có cho Tam Quốc, đó là cái nạn là giặc khăn vàng. Nơi có Trương Giác chính là tướng quân của bên giặc khăn vàng đánh vào nhà Hán thời đó. Nhấp vào đây đi. Chúa công, ở đây. Đây là một tựa game kiểu chiến thuật thẻ tướng anh em nhé. Mình cũng đã là hướng dẫn cho anh em cũng như là làm khá nhiều những cái tựa những cái clip về các cái tựa game chiến thuật thẻ tướng. Gần đây nhất đó là tựa game Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, cũng của nhà phát hành Fantap đợt trước đấy. Nhưng mà cái đấy thì mang đề tài về kiếm hiệp, còn cái này thì nó mang đề tài về Tam Quốc. Chiêu mộ danh tướng này. Như anh em biết thì trong các cái tựa game mà thẻ tướng kiểu này thì cái phần chiêu mộ danh tướng luôn là những cái phần thuộc hàng hấp dẫn nhất. Và để chiêu mộ ra được những tướng khủng, những tướng không biết ở trong cái game này nó là màu gì nó là mạnh nhất. Thường nó là màu cam với cả màu đỏ. Trong game này không biết là màu gì, và để chiêu mộ ra được những tướng đó thì cũng khá là mất nhiều công sức và tiền bạc. Nếu như anh em may mắn thì cũng có khả năng ít tiền vẫn có thể chiêu mộ ra được. Đó là cái hấp dẫn của cái việc chiêu mộ tướng trong những cái tựa game thẻ tướng kiểu này. Không rõ là trong phần trong game này thì các cái phần chiến thuật để đánh nhau nó sẽ như thế nào. Cả kháng long hữu hối của cái bang ở trong tên Tam Quốc thế này. Hãy để muội hướng dẫn đăng cấp Nguyệt Anh tỷ tỷ. Hãy mở giao dịch muốn biết bên dưới. Đây là Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh là vợ của Gia Cát Lượng đó mọi người. Wow, Nguyệt Anh tỷ tỷ lên cấp rồi. Cái đoạn đầu này thì game nó hướng dẫn cho anh em chơi. Thì anh em cứ vào mà theo cái hướng dẫn của game nó hướng dẫn thì mình sẽ biết cách chơi thôi. Mỗi một cái tướng thì thường nó sẽ có những cái kỹ năng riêng. Đây nó cũng có phần tăng bậc này. Đội hình này. Phía trước là Tả Từ, mau đuổi theo.
Đây là Tả Từ, cũng là một vị tướng ở bên địch cái thời đó. Giá Thiên Mệnh để làm cái gì? Tí nữa mình sẽ đọc qua sau. À, cái phần thắp sáng thiên mệnh này nó như kiểu là tăng sao ấy. Phụ bản thường này. Thì trong những cái game kiểu chiến thuật thẻ tướng kiểu này thì anh em cứ đi vượt phụ bản thôi, để thứ nhất để lấy kinh nghiệm tăng cấp, thứ hai là để lấy những cái nguyên liệu để tăng cấp cho các cái vị tướng của mình và tăng cấp cho chính bản thân mình. Rồi nó có khá nhiều cái như kiểu là tăng sao, rồi tăng bậc. Ở đây nó có nhân 2 để tăng tốc độ trận đánh lên này. Đây có phần trang bị đây. Đeo này. Trang bị thì cũng có cường hóa, nó cũng như là các tựa game thẻ tướng khác thôi. Đã đánh sang Hạ Hầu Đôn rồi. Hạ Hầu Đôn là một tướng của Tào Tháo anh em nhé. Mình cảm giác cái game này nó không có cái phần cốt truyện. Có lẽ nó cắt bớt đi để cho mọi người đỡ phải đọc. Cái cốt truyện nó có đấy nhưng mà nó khá là đơn giản. Nó không có đầu tư vào cái phần cốt truyện nhiều. Nói về cái phần giặc khăn vàng rồi lúc này là Đổng Trác làm loạn triều đình nhà Hán đây này. Ok, xong cái này thì chúng ta sẽ đánh mãi cái bọn này. Có cái nút bỏ qua này, anh em có thể ấn luôn để đây cái mũi tên ở bên phải này, anh em ấn luôn thì nó sẽ bỏ qua luôn cái phụ bản. À, nó ghi là VIP 3 hoặc lượt thứ 3 có thể bỏ qua, nghĩa là chỉ có lượt thứ 3 mình mới bỏ qua thôi. Hẳn nào vừa rồi mình bỏ qua được, cái này mình không bỏ qua được. Đây là lượt thứ 2 này, chắc không bỏ qua được, phải đến cái lượt sau bắt đầu mới bỏ qua được. Kỳ thật. Đây. Ba mẹ cũng không bỏ qua được à? Do thật. Mở tính năng mới đây. Đây là đây là sảnh thi đấu. Vị trí hạng của mình đang là 6.684. Thi đấu với mấy bạn này xem nào, mấy bạn này chiến lực chiến thì toàn 3.000, có ông dưới cùng này là 19.000 thôi. Đánh với một ông 3.000 thì chắc chắn là thắng rồi, đánh gì.
Đây 3.000 thì mình bắn cho một phát thì mất luôn máu, còn đánh gì nữa. Thế ok, anh em đánh xong anh em sẽ được quay thưởng này. À nó còn có thêm cái này là đứng trên cái này chém xuống nữa này. Lên cao rồi đánh hẳn mấy ông ở trên này xem. Đây đánh ông 4.800 này bao nhiêu rồi này. Mình cũng 9.000 cơ. Chắc những con đầu này nó là boss của, nó là dạng là boss của game thôi, nghĩa là những con không phải boss mà là boss. Boss của game nghĩa là những con mà do game nó tạo ra, máy đánh chứ không phải là người chơi. Thôi bỏ qua đoạn này, chúng ta xem qua một chút này. Đây là cái phần đội hình này. Hiện tại thì mình mới chỉ có hai tướng này. Phần bố trận này, anh em có thể bố bao nhiêu vị trí ở đây? 1 2 3 4 5 6 vị trí ở đây. Chúng ta có thể có 6 tướng ra trận. Thì anh em có thể xếp ở đâu thì anh em xếp, thì tùy anh em. Phần bày trận rồi này. Mỗi một tướng thì chúng ta kích vào tướng nó sẽ có những cái phần tăng cấp này, tăng bậc này, tăng sao này. Ví dụ tăng sao đây, chúng ta có thể tăng sao được, dùng cái đan sao, sao đan tăng sao tướng này để tăng này, tăng tiếp luôn này. À đây là phần kỹ năng này. Kỹ năng thì chúng ta cứ đọc trong này chúng ta sẽ biết những kỹ năng của các tướng của chúng ta có cái gì. Phần duyên này là khi mà anh em có được những cái trang bị, cái đầu tiên là trang bị thì anh em sẽ kích hoạt được những cái duyên này. Thường thì nó sẽ có những cái là kích hoạt tướng với nhau nữa. Ví dụ như anh em đi cùng với tướng này nó sẽ tăng cái này, đi cùng tướng kia nó sẽ tăng cái kia. Ví dụ như thế. Bên này thì sao? Nâng nhanh này. Đây là cường hóa tất cả trang bị này. Đeo nhanh là đeo tất cả trang bị vào này. Phần cường hóa đại sư này thì đây là có phần tinh luyện với phần cường hóa. Anh em nào mà chơi quen cái những cái tựa game thẻ tướng kiểu này thì sẽ dễ hiểu thôi. Chúng ta chỉ vào xem qua một chút là cái phần là đồ họa âm thanh cũng như là cái phần lối chơi của game này nó như thế nào. Thắp sáng này. À ấn mỗi cái này thì nó sẽ tăng, ví dụ cái này là tăng toàn độ 100 điểm công này. Cái này là tăng 1.000 điểm máu này, cái đầu tiên là đúng rồi. Mình sẽ phải nâng dần lên để nó tăng những cái thuộc tính của chúng ta lên. Thiên tài luận. Muốn biết bên dưới y phục này của ta là gì không? Chúng ta tăng cấp này lên này. Hoàng Nguyệt Anh là tướng tím hồng này, chẳng biết nó là. Ở đây nó không ghi tướng bao nhiêu sao à? Đấy, nó không ghi tướng bao sao thì mình cũng tách biết được. Đây là cái nhà màn hình chính của game nha anh em. Phần phụ bản, phần khiêu chiến, phần đấu trường. Cái phần chiêu mộ tướng đâu ấy nhỉ? Binh pháp này, bang này, túi này, tướng này, trận này. Anh em có thể chiêu mộ được tướng hoặc anh em dùng những cái mảnh tướng để anh em ghép lại nhé. Ví dụ ở đây mảnh mi phu nhân anh em có 80 mảnh để anh em mới ghép được. Ở đây mình mới có 20. Đây là 7 ngày đăng nhập, chúng ta vào điểm danh này. Đó. Phong quan này. Level 34 mới mở cái này. Ở đây phần chiêu mộ đây rồi. Phần chiêu mộ thì chúng ta cần phải có cái này này. Cái lệnh bài này này. Ở đây thì chiêu mộ chiến tướng nhá, thì có cái đổi 50 tướng hồn, xác suất nhận tướng tím hoàn chỉnh. Cái thứ hai là chiêu mộ danh tướng thì nhận tướng tím hoặc tướng cam hoàn chỉnh. Như vậy tướng cam sẽ mạnh nhất trong game này. Còn cái thứ ba đó là tướng cam hoàn chỉnh là chắc chắn nhận được tướng cam luôn. Đây mình chiêu mộ cái thứ hai này đi. Wow, thành công mua tướng hồn nhân 50. À đây mới chỉ là tướng hồn thôi. Hết rồi. Đổi 50 tướng hồn, xác suất nhận.
Như vậy là chúng ta chỉ có tướng hồn thôi, thì 50 tướng hồn chúng ta mới có thể có xác suất nhận tướng tím, tướng cam anh em ạ. Phần bên này thì các sự kiện này, các sự kiện này thì anh em có hoàn thành được cái gì đấy thì anh em vào đây anh em ấn nhận thôi. Thì nhận cả đống thì nó sẽ ra hết. À, có cả phần chiêu tài miễn phí một lần, chúng ta chiêu tài luôn, chúng ta sẽ nhận được tường tiền nha anh em. Ví dụ anh em tiêu 20 vàng này thì có thể anh em sẽ lãi, hoặc có thể anh em sẽ lỗ. Quà đặc quyền thôi, mấy cái này xem sau đi, mệt lắm. Phần sự kiện, nhiệm vụ, shop, mở server vui vẻ. Đây là mở server 7 ngày vui vẻ để anh em sẽ nhận này, để anh em đi đánh. Phụ bản này thì mình ấn lúc nãy rồi. Phần đấu trường, sảnh thi đấu, đấu manh sủng. Đấu manh sủng này là cái quái gì nhỉ? À, đua thú anh em ạ. Phần này là đua thú, phải đọc quy tắc này mới biết đua như nào. Có cả đặt cược cho pet này. Giai đoạn cổ vũ và thi đấu. Ôi ngại đọc quá, thành lại loại là nó có hai đoạn cổ vũ và thi đấu. Giai đoạn đầu là cổ vũ, giai đoạn 2 là bắt đầu là thi đấu. Đó, cái phần này thì anh em nghiên cứu sau nhé. Chúng ta sẽ qua những phần khác xem sao. Đây là trong shop rồi. Thuyền cỏ mượn tên này level 20 mới mở, chưa mở được. Sảnh thi đấu thì lúc nãy mình mở rồi. Khiêu chiến này là gì? À, khiêu chiến này thì phụ bản ngày 18, level 18 sẽ mở này. Vượt ải trảm tướng thì anh em sẽ nhận được trang bị này. Trong cái này là nhận được, anh em muốn kiếm trang bị thì vào trong những cái mục khiêu chiến này. Anh em thì kiếm trang bị ở trong này. Khá nhiều tính năng. Đó, khá nhiều tính năng mà anh em có thể nghiên cứu ở trong cái tựa game này. Sau đó thì anh em chiêu mộ được tướng tốt thì bắt đầu tăng các tướng lên, rồi bày binh bố trận để chiến đấu với các người chơi khác. Vậy thôi. Binh pháp tại vở 65 mới mở. Ok, đó là toàn bộ cái clip gọi là trải nghiệm cái tựa game. Cái này tên là gì mình quên béng tên rồi. Võ gì Tam Quốc ấy nhỉ? Võ hồn Tam, mình cũng không nhớ tên tựa game này là gì luôn. Thì anh em xem qua thì có thể biết được đồ họa cũng như âm thanh cũng như là lối chơi của tựa game này. Ok, nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share như đăng ký kênh ủng hộ mình. Đồng thời là có thể cập nhật những thông tin kiến thức tiếp theo về các cái tựa game mình thì, kênh của mình thì chuyên làm về tiên kiếm hiệp. Đôi lúc thì cũng có Tam Quốc để cho anh em theo dõi. Hiện tại thì đang tập trung vào làm cái tựa game Tân Tiếu Ngạo VNG. Thì anh em nào mà thích tựa game đó thì có thể vào trong kênh của mình tham khảo. Mình làm khoảng chắc tầm khoảng 5-60 clip cho tựa game Tân Tiếu Ngạo VNG rồi. Và sẽ nếu có game nào mới thì mình cũng sẽ vào review trải nghiệm cho anh em xem, để anh em xem những tựa game đấy nó có gì hay, có gì hấp dẫn, biết đâu anh em lại thích, anh em có thể vào chơi. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các clip tới.